Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Bàn Khánh của mình. Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi đối với Khánh. Đấy, Khánh cũng đã lên cho anh em được hai video rồi. Cái video giữa Ecuador và Senegal, đấy có một anh vào bình luận khá là buồn, tại vì đúng là mình không am hiểu về bóng đá nhiều thật. Đấy thì anh có bảo là không am hiểu bóng đá thì có thể nghỉ đi. Mình chỉ muốn lên chia sẻ những cái kinh nghiệm chơi bóng của mình thôi. Thật sự với anh em là như vậy. Đấy, cũng là để có thêm một những cái chút xu thu nhập của mình. Đấy. Chứ mình cũng không có đấy lấy của anh em bất cứ một cái gì đúng không ạ? Tất cả những anh em đã vào nhóm của mình cũng như tất cả những anh em liên hệ với mình. Đấy, mình đẩy kèo một cách công tâm nhất. Mình chơi thế nào mình đẩy cho anh em như vậy. Và anh em có thấy một kênh YouTube nào đấy mình đã nói rồi mà, mình sẽ bỏ phân tích đi, mình chỉ nhận định và dự đoán thôi. Đấy, tại vì đúng thật là mình phân tích hơi kém thật, mình có thể nghĩ ra được nhưng mình cũng không nói ra được. Đấy thì anh em nghe xem hoàn toàn thông cảm cho mình. Thì mình cũng đã tìm hiểu đấy cái thể thức. Tính điểm của vòng loại này, cái thể thức tính điểm trong vòng loại này rồi, thì hiệu số bằng nhau, điểm bằng nhau thì tính đến hiệu số đấy, hiệu số bàn thắng thua đấy. Rất là cảm ơn người anh em Thành Trung đã để lại cho mình một cái bình luận đấy. Mình không biết thật sự những cái đấy, rất là mỗi giải đấu nó có một cái khác nhau anh em nhé. Thì thể thức của cái bảng vòng bảng World Cup này thì nó sẽ, nếu mà các đội bằng điểm nhau thì nó sẽ được xếp hạng theo thứ nhất là điểm anh em nhé. Nếu mà bằng điểm điểm nhau thì sẽ xét đến hiệu số bàn thắng thua luôn. Nếu mà hiệu số bàn thắng thua cũng bằng nhau thì sẽ xét đến tổng số bàn thắng. Đấy, tổng số bàn thắng vẫn bằng nhau thì sẽ xét là số điểm giành được trong các trận đối đầu giữa các đội đồng hạng anh em nhé. Vẫn bằng nhau thì sẽ là hiệu số bàn thắng thua trong các trận đối đầu giữa các đội đồng hạng. Đấy, nó có 9 9 cái mốc cơ. Cái mốc cuối cùng cái mốc thứ 8 mới là tính đến điểm fair play anh em nhé. Và đến fair play cũng bằng nhau nữa thì sẽ bốc thăm bởi ủy ban điều hành FIFA. Đấy. Ok, thì đấy là một chút chia sẻ của Khánh ở đầu video. Thì cái video này Khánh muốn làm cho anh em các trận đấu ở bảng B anh em nhé. Đầu tiên sẽ là trận đấu giữa Iran gặp Mỹ, sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay, hai trận đấu của bảng B. Bây giờ đến vòng 3 rồi thì các trận đấu sẽ diễn ra hai trận song song anh em nhé. Đội hình thì vẫn thế thôi, cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Đấy, bên phía của Iran, con hàng nổi bật nhất vẫn là Mehdi Taremi thôi, con hàng đang đá cho mà Porto, con hàng mang áo số 9 anh em nhé. Trên hàng công của sẽ đá với đội hình 4-3-3, ba người trên hàng công của phía Iran sẽ là Sadat Amou, Ali Goli Sadet, cái gì đó rất là khó đọc anh em. Thằng này thì đang đá cho cái giải gì ở của Bỉ, giải của Bỉ, quốc gia Bỉ. Còn thằng này thì mình cũng không nhớ rõ lắm. Thì anh em có thể tìm hiểu. Hình như là đá cho Bayer Leverkusen của Đức. Nhìn khá là quen. Mau mau hay dịch ra nó, khi mà mình dịch sang tiếng Việt nó hay bị dịch nhầm đấy. Còn về bên phía Mỹ thì tất nhiên rồi, bên phía Mỹ có rất là nhiều những cái tên đang đá cho các câu lạc bộ lớn của các giải châu Âu nên là mình cũng không nhắc đến làm gì nữa. Đấy, thủ thành thì Turner bắt cho Arsenal đấy. Con hàng nào nữa nhỉ? Số 21 này, Adet này đang đá cho AC Milan này. Con hàng số 25 này thì nhìn cũng không quen mắt lắm. Hàng số 13 này, Tim Ram này hình như đá cho Fulham. Đúng rồi. Số 9 này thì số 9 đang đá cho câu lạc bộ giải của Mỹ em nhé, FC
cái gì đó, Đà Lạt gì đó. Đấy. Còn con hàng số 22 này thì đang đá cho câu lạc bộ League ấy anh em. Anh em biết League của giải Pháp ấy, League một Pháp ấy. Đang đá cho câu bộ lộ Lít. Thì Iran đấy sẽ thiếu cho mình con hàng thủ thành đúng không nhỉ? Thủ môn không phải. Mình xem nhiều trận của mình lẫn anh em ạ. Đấy, tiền đạo cánh phải. Thi đấu hai trận. Cũng thi đấu khá là ít, đã bị chấn thương rồi anh em ạ. Còn con hàng đây. Khi thi đấu khá là ít nha. Không biết rõ là thế nào. Con hàng này mình nghĩ là một con hàng rất là quan trọng. Đấy, con hàng tiền đạo cánh của Iran. Hình như là trận trước mình không nhớ rõ nữa, nhưng mà hình như mà con đây nhìn cái tên cực kỳ quen anh em ạ, cái mặt cực kỳ quen luôn. Thì hình như là một con hàng tiền đạo rất là quan trọng của bên phía phía Iran. Thì chắc chắn rồi, thiếu người thì sẽ là con này ăn hai lệnh thẻ, ăn hai thẻ hai trận liên tiếp này. Thì anh em biết rồi, các trận của đấu của Iran thì họ đều dồn lên tấn công khá là gắt đấy. Lối đá bóng khá là đẹp, cắt nhiều thẻ đấy, xông xáo. Thì với cái việc mà tiền đạo mà ăn thẻ thì là ham bóng mà anh, thì cũng có thể chấp nhận được, bỏ qua được. Nhưng mà thiếu đi con hàng tiền đạo này thì mình nghĩ là sẽ là một thiệt hại rất lớn dành cho Iran. Ta xem qua cái kèo chấp một cái anh em nhé. Anh em đợi mình một chút. Đây, Mỹ gặp Iran, Mỹ chấp 0.5, ăn 1.05, và Iran đánh cho Iran thì anh em ăn 0.89. Đấy, tài xỉu trận này chỉ có hai thôi anh em nhé. Thì nếu mà xem qua cái cục diện bảng này, anh em xem qua cái cục diện bảng này thì hiện tại đấy, đội nào cũng còn cơ hội anh em nhé, đội nào cũng có còn cơ hội vào vòng trong. Xứ quên nếu mà thắng đậm trận này trước Anh thì họ vẫn có khả năng, nếu mà như kiểu một trong hai đội Iran hoặc là Mỹ đấy giành chiến thắng đấy. Xem nào, Iran và Mỹ giành chiến thắng thì 4 này. Nếu Mỹ giành chiến thắng với tỷ số cách biệt hai bàn thì sẽ dương 2 và 5 điểm đứng đầu luôn. Còn nếu mà Iran giành chiến thắng với cách biệt 2 điểm thì là dương 5. Không được anh em ạ, xứ quên nếu mà thắng sẽ chỉ có 4 điểm thôi. Đấy, thì họ phải thắng cách biệt rất là lớn. Xứ quên thì gần như là sẽ dập tắt cánh cửa ở đây rồi. Nên trận đấu giữa Anh và xứ quên nó chỉ còn mang tính hình thức nữa thôi anh em nhé. Sẽ rất là khó. Cánh cửa ở đây gần như là một cái khe. Sẽ là 6 bàn. Họ phải ghi ít nhất là tầm 4 bàn. 4 bàn thì họ với bằng cái hiệu số bàn thắng, nhưng họ sẽ lại thua cái hiệu số. À, họ thắng. Đúng rồi, nếu mà ghi được 6 bàn, 4 bàn. Anh em từ từ nhá, mình đấy tay ngang nó khổ thế anh em ạ, nó sẽ bị lẫn. 4 bàn thì sẽ là dương 2. Dương 2 thì đúng rồi, thì anh sẽ xuống. Nhưng mà để cho Wayne mà thắng anh với 4 bàn thì mình nghĩ là điều không thể. Ở đây cũng là vòng cuối rồi, mình nói rồi. Đấy, các ông lớn sẽ lại vào hết vòng trong thôi, không thì vòng 1-6 sẽ không ai xem cả. Nên mình nghĩ là trận Anh và xứ Wales nó chỉ còn mang tính hình thức nữa thôi. Còn cái trận đấu gay gắt sẽ là Iran gặp Mỹ. Thiếu cho mình hai con hàng này. Một con hàng rất quan trọng anh em nhé. Mình vừa sang bên máy bên kia mình tìm hiểu một con hàng rất là quan trọng của Iran.
Mình sẽ xem lại con hàng này cho anh em. Đang đá cho câu lạc bộ Feyenoord. Đấy. Đang đá cho câu lạc bộ Feyenoord. Ghi cho mình được 13 bàn thắng ở câu lạc bộ đội tuyển quốc gia rồi. Thi đấu 65 trận anh em nhé. Một con hàng gần như là nổi bật nhất. Top 3 người nổi bật nhất của bên phía Iran. Một con hàng điều phối bóng cực kỳ quan trọng ở khu vực giữa sân. Và có thể thọc sâu xuống cánh anh em nhé. Đá thiên về cánh phải, thọc sâu cánh phải. Mất mát vẫn còn đó là con hàng này, Sadam Mao này, AZ Mao số 20 này, đá cho Bayer Leverkusen cũng rất là nổi bật. Đây còn số 9 Taremi này nữa. Thực ra là nếu mà với cái kèo chấp 0.5 này mình vẫn cứ thích ủng hộ cho Iran hơn. Đấy, mình đã nói rồi, châu Á mà, mình vẫn thích ủng hộ cho Iran hơn. Cái kèo đây cái kèo hiệp 1 chấp 0.5 góc anh em nhé. Anh em đánh góc cho Iran cho mình. Anh em đánh góc cho Iran cho mình. Iran đá cực kỳ xông xáo ở hiệp 1. Anh em nhé, lối đá của họ. Đấy, cái hiệp 1 này thì anh em hoàn toàn có thể đánh góc cho con hàng Iran. Cái tài xỉu góc hiệp 1 thì hiện tại thì mình đang có thiên hướng là bẻ cầu anh em nhé, bẻ sang cầu tài. Hôm trước thì mình bệt xỉu thì anh em biết rồi đấy. Đấy, bệt xỉu 4 anh em biết rồi đấy. Thì mình ăn thông như vậy rồi, nhưng mấy ngày nay gãy rồi thì mình sẽ quay trở lại tài. Các trận gần đây nổ tài rất là nhiều tại vì nó là vòng 2 và vòng 3 rồi, các đội sẽ đá gắt hơn rất là nhiều. Đấy, chúng ta nên quay trở lại cái cầu tài anh em nhé. Về tổng số bàn phạt góc hiệp 1 toàn trận thì anh em không nên đi nhé. Hai đội này đá khá là xem nhau, nếu mà anh em có thể thì đi thêm một chút tài góc. Đấy, mình nghĩ sẽ trận đấu này sẽ lắm góc, anh em có thể đi tài góc, chứ còn riêng cái hiệp toàn trận thì anh em không nên đi chấp góc. Thẻ trận này anh em đánh cũng được, mình nghĩ thẻ phạt đâu rồi, đây thẻ phạt hiệp 1 sẽ là 1.5 toàn trận 5 cơ anh em ạ. Tại vì vào những cái vòng này các hai đội sẽ phải đá gắt gao hơn rất là nhiều. Tài thẻ phạt 5 nhưng ăn có 0.87 thì anh em biết là nó xác định là sẽ gắt gao như thế nào. Tại vì Iran anh em biết rồi đấy, đá cực kỳ lắm thẻ nhá. Các con hàng ăn thẻ của Iran thì anh em rất là nhiều, con hàng đã ăn một thẻ rồi đấy. Và con hàng tiền đạo đấy, anh mình vừa chỉ cho anh em xem đấy, hai trận hai thẻ đấy, treo giò luôn. Thì cái kèo tài thẻ cũng là một kèo cực kỳ sáng và anh em có thể đánh thẻ cho Iran. Đang chấp 0.5 cũng là một kèo khá là sáng. Còn về cực chấp và tài xỉu thì mình nói rồi đấy, mình đang có thiên hướng nghiêng về Iran anh em nhé. Chấp 0.5 và Iran đang cực kỳ thấp 0.88. Nếu mà nó ăn cao hơn tầm 0.9 mấy thì đấy là cái kinh nghiệm anh em nhé, thì mình sẽ thiên về cho Mỹ. Nhưng nếu mà Mỹ chấp 0.5 và Iran ăn khá là thấp thế này thì mình nghĩ mình sẽ đánh cho Iran nhiều hơn. Đấy, tài xỉu trận nếu mà 2 chấm thì cứ bình tĩnh anh em ạ. Chúng ta vào trận đấy xem hai đội đá thế nào, tại vì những trận quyết định như này rồi đấy, hai đội sẽ đều đá khá là gắt, nên cứ bình tĩnh, chúng ta cứ đánh những kèo thẻ và góc ăn đã, rồi chúng ta tính đến những cái kèo chấp và kèo tài xỉu sau anh em nhé. Ok, thì đấy là tất cả những cái mã kèo mình muốn chia sẻ đến cho anh em trong cái video này. Có thể có những anh em không thích cái kia cách chia sẻ của mình, có thể là có những anh em thích thì anh em cứ để lại những cái bình luận, nhưng mà đừng quá gay gắt lại là được anh em nhé. Cứ để lại những cái bình luận là làm sao cho anh em vui vẻ có thể giao lưu với nhau trên một cái mạng xã hội YouTube thế này.
Ok, thì Khánh xin kết thúc cái video này đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.